Quê hương đích thực của chúng ta là thiên đàng, ngày 28 tháng 2 năm 2009 tại Pháp. Được How's your rồi, hôm day? nay thế nào? Dạ tốt, tốt. Good. So Tạm được. so. Con cảm thấy không khỏe. Bệnh Sick. à? Yeah. Dạ, What chuyện happened? gì? Cảm. Cold. Cold. Cảm lạnh. You Quý vị have bị cảm cold? lạnh? Dạ phải. Hát Sneezy? hơi. Sneezy. Hát hơi, Coughing? phải. Yes. Dạ phải. Hát Achoo, xì, hát xì. Có uống achoo. thuốc không? Dạ có Did uống thuốc, you có take uống, có, a có. medicament? Good, Bây giờ good. không hắt xì nữa, con cảm Now, thấy no khá achoo hơn nè. either. I feel better. À. Khỏe No hơn, à. more Bây achoo giờ không còn hắt xì nữa. now? Có một chút, A little hắt achoo? xì. Okay, Được, here's đây some là một ít candy. kẹo. Thank Cảm you. ơn sư phụ. Good for your Tốt cho throat. cổ họng. If you Nếu quý vị cough ho và and ngứa itch. cổ, dạ. Thank you. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư Every phụ. 3-4 Cứ hours, 3-4 one. tiếng một I take viên. one in Ta ngậm case you một viên, just give lỡ me quý vị có something. lây sang tôi gì đó. I got Ta it bị all the hoài. time, free to Tải xuống miễn phí. Được rồi. download. Một số người lẽ Okay. ra đây There rồi, are some nhưng ta chưa guys thấy supposed to họ. be here and I never Có see them. người Lovenia. Bao nhiêu Slovenian, how người? many people? 5 người ạ. Lovenia. 5. Ta thấy I cũng có saw người Damien. Damjan cũng Damien đây. Cuối here. tuần tới. Ah, Được okay, rồi. they Họ nói say sẽ tới. coming. Okay, Được next rồi. week, huh? Tuần tới. Okay, so you take Được. turn, Vậy right? quý vị thay phiên. What's he Đúng doing? không? Dạ. Anh ta làm Working gì? where? Làm việc ở đâu? Trong Bank. ngân hàng. Ngân Oh, hàng. Dạ mucho phải. money. Rất nhiều tiền. Very secure. Rất đảm His bảo. father also? Và anh ta cũng vậy. Và anh ta không đi Retired. làm. Về hưu. Dạ phải. And your son? Còn con trai quý vị? Con của con. Cậu ta What làm doing? gì? Cháu ở nhà. No Không work. làm việc. Có ngày làm ngày nghỉ. Cháu lái xe và giúp việc trong bệnh viện. Hiểu. Cho nên đôi khi có Oh, việc, đôi khi không có understand. việc. Dạ phải. Được, tùy Okay, theo. it depends. They call. Họ gọi mới đi làm mà. Ah, Dạ that's good. phải. That's Vậy good. tốt, vậy Really like tốt. Cậu driving. ta thích That's lái good. xe, vậy tốt. He used Cậu to ta drive từng me khiến tôi điên crazy. đầu. He's very Cậu good, ta but rất he tốt, nhưng loves thường me tôi too quá mức, much. biết không? When he Khi sits ngồi next kế to bên me, he tôi, don't cậu want ta to không muốn xê dịch nữa. move. He tell Cậu ta everybody bảo else như move, người do khác something. đi làm gì đó đi. Okay. Được. Quý vị từng đến You đây came here rồi phải before, không hay right? là Or chưa? not? Some Trước of you kia come một here. số quý vị Do đã you đến see đây the rồi. difference? Dạ phải. Quý vị thấy khác không? Dạ khác. Yeah, Có big thấy wood, khác. huh? Công trình lớn. Dạ. He's the one Anh take ta care là of all người that. chăm lo tất cả mọi việc đó. Remember Hãy nhớ him, đến anh you're ta with trong di chúc của quý vị. He Anh ta helped a giúp lot, đỡ rất nhiều. Anh ta là he's kiến architect, trúc sư, yeah. dĩ nhiên Of anh course giúp he chúng helped. ta. Of course Dĩ I am nhiên the tôi cũng super là siêu architect, kiến trúc you know? sư. I tell him what Ta to bảo do anh and ta he nên told làm gì rồi anh everybody ta else bảo what mọi to người khác nên làm do. gì. And everybody Và else mọi tell người khác everybody bảo else mọi what người to khác nữa. do. Big team, Đội yeah? ngũ lớn. We Chúng took tôi đã care giải of you, quyết you know, chướng ngại in the vật ở middle giữa nhà rồi. obstruction there. Yeah? So Do you đó bây feel giờ better cảm now? thấy tốt hơn phải không? Dạ phải. Nếu Two ăn không hết for thì mang cho người ở văn phòng. Cảm ơn sư phụ. Được, Okay, không có không chi. khách khí. Hai quý vị là đây. Họ là ai vậy? Họ làm công trình điện nước trong 2 tháng. Điện và nước à? Lại đây. Hai người này là thợ điện nước và một vị lớn tuổi hơn nữa. Cảm ơn sư phụ. Anh ta làm công trình. Thế thôi sao? Không phải quý vị nói có hai thợ điện nước. Dạ phải, hai vị cao niên hơn 70 tuổi này. Đủ chưa? Dạ đủ. Còn ai khác? Dạ hết rồi. Đem đưa cho mọi người. Quý vị cũng có thể lấy một ít. Cảm ơn sư phụ. Đằng kia mọi người họ có thể tự lấy. Người nào không có thì lấy nha. Mang về cho con cái ăn. Tôi tìm quý vị đã lâu nhưng không thấy. Bây giờ quý vị ở đây nhưng có người đang tìm quý vị. Được rồi, không sao. Hãy nhìn tất cả những thứ này. Quý vị có một ít rồi chứ? Dạ. Phải, một hai viên là đủ. Nhìn đây, tôi chỉ có một viên. Ta lẽ ra có tất cả. Tôi chỉ có một viên kẹo, phải không? Được rồi.
Mọi người khỏe chứ? Dạ khỏe. Quý vị không thấy mệt hay bị sao chứ? Thưa không. Làm sao như vậy được? Làm sao quý vị khỏe như vậy? Quý vị bao nhiêu tuổi? 55 à? 55. Dạ. Quý vị mệt hay không? Dạ mệt, hơi mệt. Vậy chắc phải 60, phải vậy. Thế quý vị làm gì? Về hưu? Vẫn còn làm việc. Thưa không, về hưu. Về hưu. Và quý vị làm gì cả ngày? Tôi biết quý vị thiền và còn gì nữa? Thiền và nấu ăn. Đi chợ và... Tôi muốn hỏi vì ta đang hoạch định tương lai cho tôi, biết không? Xem có ý kiến nào hay cho tuổi 60, biết không? Nói tôi biết. Phải, đi chợ, điều đó tôi biết rồi. Còn gì khác nữa? Nấu ăn tôi cũng biết rồi. Bây giờ tôi quá lười nấu ngoại trừ cho chương trình. Còn gì khác nữa? Đi lên núi. Đi lên núi. Dạ phải, tôi sống trên núi rồi. Chuyện đó khỏi nói, đi chợ được, nấu ăn không sao, núi thì đẹp rồi, còn gì nữa? Làm vườn á. Làm vườn. Vườn tược, được. Có lẽ còn gì nữa? Quý vị làm gì trong vườn? Trồng hoa. Dạ phải, và trồng rau sống và mấy cái đó. Dạ phải, rau xanh. Dạ. Quý vị có vườn lớn? Lớn hay nhỏ? Trung bình, dạ. Vậy quý vị trồng rau sống, cà chua, còn gì nữa? Đậu. Bí đỏ, bí đỏ. Bí đỏ. Bí đỏ, dạ. Loại quý vị nấu lần trước màu vàng, dạ phải. Quả lớn màu vàng. Quý vị có nấu một lần, dạ phải, con nấu, dạ phải, được rồi. Là loại đó, quý vị trồng loại đó, dạ phải. Ở Slovenia không quá lạnh chứ? Dạ không, không. Quý vị chỉ trồng vào mùa hè phải không? Loại đó mùa đông nữa. Không, mùa đông thì không. Mùa hè. Mùa hè. Được rồi, và quý vị còn trồng gì khác nữa? Mùa đông không trồng phải không? Chỉ mùa hè phải không? Đâu? Mùa đông trồng loại khác. Dạ vâng. Mùa đông có thể trồng như cải xoăn hoặc những loại rau nhỏ khác. Không trồng vào mùa đông, không gì cả. Không trồng gì vào mùa đông, nhưng đâu có tuyết ở đó. Có tuyết không? Dạ có. Có tuyết, có tuyết, có tuyết. Không, đó là địa trung hải mà. Dạ không, không. Có tuyết. Chỉ là gần biển không có tuyết. Bên trong thì có tuyết. Dạ phải, nhưng họ không có thể trồng được gì đó trong tuyết chứ. Bạc hà và mấy loại đó, phải không? Dạ không. Tôi còn nhớ hồi ở Đức, tôi trồng một khóm bạc hà. Và thậm chí vào mùa đông nó vẫn xanh dưới mái. Dưới mái hiên đằng trước. Tuần tới con trồng xà lách arugula. Arugula, trong chậu. Dạ không, trong vườn. Bao lâu mới được ăn? Mau lắm, mau lắm. Nếu trời ấm có lẽ 2 tuần. Không tệ, được. Vậy nếu quý vị không có gì để ăn, quý vị có thể ngồi đợi 2 tuần lễ và rồi à. Cứ 2 tuần ăn một lần tốt hơn là không bao giờ. Dạ phải. Không tệ lắm. Quý vị nên trồng rau trái trong vườn, được chứ? Bằng không sau này có lẽ không ai trồng cho quý vị. Không có siêu thị. Quý vị sống trên núi hay là... Thưa không? Không, đất bằng. Dạ phải, trong làng. Làng hả? Đẹp hả? Dạ đẹp. Làng nhỏ luôn luôn đẹp, mọi người đều biết nhau. Dạ phải, được rồi. Tại sao con trai bà chưa lập gia đình? Có vấn đề gì? Trong làng không có thiếu nữ. Cháu nó không muốn lập gia đình. Trước kia cậu ta có một cô bạn gái, phải không? Đúng, cậu ta có bạn gái. Phải, cậu ta nói với tôi, cháu cần một mái nhà, cháu cần một mái nhà ngay. Nhà, dạ, nhà. Cậu ta thích nhà quý vị hơn, phải không? Tại sao cậu ta không sống với quý vị? Tại có chồng quý vị. Phải, có lẽ cháu không thích bởi vì... Quý vị có gia đình. Vì con có gia đình, hiểu, cậu ta cần một mái nhà. Không có nhà nào trên địa cầu này cả. Dạ. Hiểu không? Không có nhà. Quý vị chỉ có một nhà. Phải, phải. Tôi cũng không có nhà. Mọi nơi tôi không biết ở đâu tôi có thể gọi là nhà. Không có gì cả. Chỉ là lời hứa xuông. Không thật sự có nhà nào đâu cả. Hiểu không?
Và cậu ta 30 mấy tuổi rồi phải không? Dạ phải. Cậu ta không còn nhỏ nữa. Dạ phải. Không còn cần một mái nhà nữa. Cậu ta phải tạo một mái ấm. Dạ vâng, tạo mái ấm. Bởi vì nếu cứ cần một mái nhà, quý vị sẽ không bao giờ tìm thấy. Ở đâu? Ở đâu quý vị có thể tìm thấy một mái nhà, nói ta nghe. Không tốt khi mình có loại nhu cầu này, hiểu không? Có nhu cầu là không tốt. Quý vị phải vượt qua quá khứ và hướng đến tương lai, hiểu không? Hãy trưởng thành. Nói với cậu ta trưởng thành đi. Cần một mái nhà hơn 30 tuổi đầu rồi. Có lẽ hai mấy, phải không? Mỗi gia đình đều có vấn đề gì đó. Quý vị hiểu ý ta nói không? Cho dù sống với nhau mọi lúc, một cuộc hôn nhân luôn có chuyện gì đó khác, biết không? Luôn luôn viện cớ gì đó để không trưởng thành. Không cần mái nhà. Nhà ở đây, hiểu chưa? Dạ. Nhu cầu tình cảm và nhu cầu vật chất khác với nhà đích thực. Hiểu không? Chúng ta luôn luôn kỳ vọng, được, nếu ta đến chỗ đó, ta sẽ cảm thấy tốt hơn. Nếu ta đến nhà này, ta sẽ cảm thấy tốt hơn. Không phải vậy, chỉ cần cảm thấy tốt hơn ở đây. Còn ai khác cần nhà không? Cậu ta lớn rồi, có khả năng và thông minh. Nhưng nếu cần gì đó thì sẽ gặp rắc rối, hiểu không? Tôi luôn gặp rắc rối bởi vì tôi cần thứ gì đó. Tôi cần có người chăm sóc văn phòng ở đó. Như vậy, khi quý vị đến, có người đón quý vị. Tôi cần có người lái xe để chở quý vị tới đây. Tôi cần có người dọn dẹp trung tâm để nghênh tiếp khi quý vị tới. Khi quý vị không có đây, người khác phải chăm sóc. Tôi cần có người lái xe chở tôi tới đây. Tôi cần rất nhiều và không được gì, hiểu không? Nói với cậu ta, hoàn cảnh của tôi giống vậy. Tôi cũng cần một mái nhà, tôi tìm không ra. Rắc rối, cần rất nhiều. Vì tôi cần rất nhiều điều cho nên tôi phải dựa vào rất nhiều người, hiểu ý tôi nói không? Vì điều đó không có gì vui cả. Vì điều đó tôi chịu khổ rất nhiều vì nhu cầu của tôi. Nếu tôi không cần thì tôi có thể sống một mình và làm công việc của tôi. Được rồi, nói với cậu ta rằng cậu ta may mắn là chỉ cần một mái nhà. Tôi cần rất nhiều điều, quý vị hiểu ý tôi nói không? Trước tiên tôi cần trung tâm để quý vị có thể đến thiền. Rồi bởi vì có trung tâm, tôi cần nhìn xem toàn bộ những nhu cầu đang nổi đó. Đây không phải là nhu cầu đầu tiên, biết không? Những nhu cầu lớn hơn đã đi rồi. Và có lẽ một số nhu cầu khác sẽ đến sau này, biết không? Được rồi. Cảm ơn quý vị về tất cả những gì quý vị đã làm. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn. Chúng ta bây giờ đã hơn rồi. Máy điều hòa không khí đã gắn rồi. Dạ. Tuyệt vời. Ống nước vẫn chưa xong. Chưa xong sao? Gắn trên tường. Rồi, đấy thôi. Dạ vâng. Như vậy trông cũng khá tốt rồi, tại sao để đó? Nó sẽ gây tiếng ồn cho người nấu bên ngoài. Sao không gắn nó đây? Cần phải gắn hai mái, một mái không đủ mạnh. Một mái không đủ? Dạ, không đủ. Một mái chỉ có thể cho khoảng 20 người. Được, có 40 người đó. Nếu quý vị gắn ở đó, có làm phiền người nấu ăn đó không? Dạ không, vì có 4 mái trên lầu rồi. Đúng vậy, nhưng không ai đi lại hoặc nấu trên lầu. Anh để chỗ này là hành lang của nhà bếp phải không? Dạ phải, nhưng nó được đóng khung rất kỹ. Không có vấn đề gì. Tôi chỉ lo mái sẽ làm ồn đến họ. Bên họ còn ồn hơn chỗ chúng ta vì họ có mái thông gió. Nhưng mái thông gió ở phía bên ngoài. Dạ phải. Do đó tiếng ồn không lọt qua cửa. Dạ phải, được rồi. Tôi cũng lo rằng mùi thức ăn sẽ bay vào trong phòng. Nhớ mọi người rõ giả lúc thiền thì sao? Dạ không, nó chỉ là mát không khí, mùi bên ngoài không bay vào được. Được rồi, tôi tin anh. Kiến trúc sư chắc biết phải làm gì. Được rồi.
Có ai còn cần gì nữa không? Any need? Nếu quý vị cho biết nhu cầu, tôi sẽ cho quý vị danh sách dài hơn về nhu cầu của tôi. Tôi cần có người chăm sóc đàn chó, và chăm sóc đàn chim, chăm sóc nhà tối bên kia và chăm sóc bên này. Tôi cần rất nhiều thứ, hãy nhìn tất cả đây. Đây chỉ là một phần của những nhu cầu của tôi. Chỉ là nhu cầu tiêu biểu. Còn nhiều nhu cầu nữa, quý vị không thấy. Tất cả những ngã chấp này làm tôi điên đầu, hiểu không? Những cái này ở xa, nhu cầu điều khiển từ xa thì không sao, tôi không thấy họ. Họ muốn làm gì thì họ làm, họ làm lộn xộn bất cứ gì tôi đều không thấy, cho nên không sao. Nhưng nhu cầu ở kế bên tôi thì khiến tôi điên đầu. Tất cả đều là ngã chấp. Tiếng Trung Hoa họ nói, cung kính chẳng bằng phụng mệnh. Vì vậy, nếu nói quý vị cung kính người nào đó thì hãy làm những gì họ nói, làm những điều họ yêu cầu. Như vậy, thậm chí còn có ý nghĩa hơn là cung kính. Bởi vì nếu quý vị có nói con cung kính ngài, con thương ngài và vân vân mà quý vị không làm điều quý vị được nhờ giúp, thì không có ích gì, hiểu không? Rất khó tìm được người nào... Phải, tôi tìm được rất nhiều người thương, biết không? Mọi người đều nói con thương sư phụ, điều đó tôi biết rồi. Khó tìm được một người chỉ làm những gì tôi yêu cầu, dù là một chuyện nhỏ, chuyện rất nhỏ, như là rửa chén hoặc lau nhà. Thì tôi cần sàn nhà được lau bây giờ, đó không phải là 24 tiếng sau. Con sẽ làm ngày mai hoặc con sẽ làm khi con muốn. Hiểu ý tôi nói không? Làm nhưng khi quý vị muốn, không phải khi sư phụ muốn, đó là chuyện hoàn toàn khác. Rất khó cho tôi kiếm được người làm điều đó. Làm bây giờ khi tôi cần, không phải ngày mai, không phải lát nữa. Và không quanh quẩn rồi đợi đến khi tôi ở đó. Căn phòng và làm việc gì khác. Rồi quý vị tới dọn dẹp trong khi tôi cần làm việc ở đó. Hiểu ý tôi nói không? Nhưng cho tới nay, tôi vẫn chưa tìm được người như vậy. Rất khó, rất khó. Có lẽ được rồi, dọn dẹp nhà cửa, được rồi, cô ta lau dọn ngay, nhưng nếu ngày mai tôi cầu điều khác, như rửa chén thì lại là một màn kịch khác nữa. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Quý vị không hiểu điều này vì tôi cũng thật sự không hiểu. Thôi đi, được rồi, rất khó, rất khó. Cho nên nhu cầu của tôi khiến tôi điên đầu. Do đó hãy bảo cậu ta đừng cần, hiểu không? Nếu cậu ta cần, cậu ta sẽ gặp rắc rối. Cậu ta sống một mình. Lý do tốt để thậm chí không sống gần mẹ. Và có việc làm, ý tôi nói không phải việc làm tốt, nhưng đó là việc làm tự do, đúng không? Lái xe đó đây và thậm chí không phải ngày nào cũng làm việc. Cậu ta có một cuộc sống rất tốt và có một vị minh sư rất tốt. Một pháp thiền tốt. Sự giải thoát được bảo đảm. Cậu ta có đời sống tốt nhất mà bất cứ ai có thể mong ước. Không có gì để cần nữa, hiểu không? Do đó, đừng nói với tôi là cậu ta cần gì đó. Không ai cần gì cả ngoài trừ Thượng Đế. Được chứ? Dạ vâng. Đừng thương hại mình vì chuyện không đâu. Có cần thiết không? Không, phải không? Bây giờ bà ta có chồng, bà ta sống trong làng và con ta, trai bà ta có việc làm. Quý vị không biết rắc rối là gì. Quý vị thật sự không biết. Quý vị không thật sự biết vấn đề là gì. Nếu quý vị muốn biết thì cầu Thượng Đế để trở thành minh sư. Rồi quý vị có thể nói với tôi quý vị có những vấn đề gì. Trước đó đừng nói với tôi gì cả. Bởi vì quý vị thật sự không có vấn đề gì. Ngoài trừ quý vị muốn tự tạo ra nó. Thấy không? Hiểu không? Nhưng bà ta nói con trai bà cần một mái nhà. Để làm gì? Bà ngoại qua đời thậm chí để lại cho anh ta căn nhà. Anh ta có thể cho mướn. Có một số tiền. Bảo đảm. Rồi có việc làm trong bệnh viện. Có một pháp thiền tuyệt hảo. Rất nhiều đồng tu tử tế. Cộng tu với nhau. Những đồng tu Slovenia dễ thương. Và anh ta cần một mái nhà. Tôi thật tiếc. Đáng tiếc. Hãy có quan niệm đúng đắn. Được chứ. Quý vị là người rất may mắn. May mắn vô cùng. Sự thật là bất kể thế nào, quý vị còn có thể đến đây và ngồi đây. Hiểu không?
Quý vị đã may mắn rồi. Dạ, có bao nhiêu người tha thiết được ngồi chỗ quý vị ở đó? Dạ, hoặc chỗ anh ta tuần tới, hoặc nhiều ngày trước đó. Nhiều tuần trước đó, hiểu ý ta nói không? Dạ, hiểu. Như nhiều người đã có thị thực rồi, có vé máy bay rồi và bị chặn lại vì trường. Rất đáng thương, biết không? Không phải là họ rất giàu, có đủ điều kiện để đi lần nữa. Quý vị hiểu ý ta nói không? Yes. Họ dành dụm thật lâu để đi, rồi không đi được. Không ai quan tâm đến họ. Nếu quý vị thật sự muốn cảm thấy thương xót thì hãy thương xót những người đó. Tôi không muốn đề cập đến quốc gia nào, nhưng có lẽ quý vị có thể tìm ra, quý vị biết. Trên thế giới này, những chuyện kỳ quặc không bao giờ hết. Cho nên nếu chúng ta có một mái che trên đầu, có một việc làm, có đủ thức ăn trên bàn mỗi ngày, và chúng ta có phát tiền tốt, vậy đó là điểm chính pháp môn quán âm. Bởi vì không phải ai cũng có được điều này. Không phải ai cũng hiểu quý vị đang làm gì. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể cùng nhau đến đây và ngồi đây, biết không? Nhìn nhau, khuôn mặt ngộ nghĩnh và rồi cười với nhau. Như vậy đã tốt rồi, hiểu không? Tôi cũng phải hy sinh rất nhiều, quý vị biết không? Hy sinh sức khỏe, sự an vui về tinh thần, sự lành mạnh về tâm lý, rất nhiều điều. Sự tự do của tôi, hiểu không? Chúng ta phải làm việc với nhau, được chứ? Bởi vì địa cầu có rất nhiều nghiệp chướng, biết không? Không phải mẹ địa cầu, không phải địa cầu, mà những người sống trên đó có nghiệp chướng rất nặng nề. Do đó, bất cứ điều gì chúng ta muốn làm để giúp họ đều tạo rất nhiều rắc rối, khơi dậy rất nhiều sự vai trả nghiệp chướng, hiểu không? Và dĩ nhiên, có lẽ quý vị không cảm thấy, nhưng tôi cảm nhận được. Cho nên, mỗi vấn đề nhỏ quý vị hãy cố gắng khắc phục. Luôn luôn nghĩ là chúng ta may mắn, thật vậy. Dù hoàn cảnh xấu thế nào, vẫn còn người khác có hoàn cảnh tệ hơn, phải không? Tệ hơn mình nhiều. Nếu quý vị còn trẻ, ít ra quý vị còn trẻ, thấy không? Anh ta còn đỡ hơn tôi và bãi, phải không? Nếu tôi già rồi, tôi nghĩ vẫn còn có người nào đó còn già hơn tôi một tuổi, biết không? Ví dụ vậy. Hoặc tệ hơn 70, 80, 90, 100, ai biết được. Nhưng lúc họ 90 tuổi, họ nghĩ có người còn 100 tuổi, 91 hoặc lớn tuổi hơn. Cho nên đây thật sự là lực lượng phủ định đang gây rắc rối cho mọi người, để ngay cả lúc quý vị may mắn, quý vị thậm chí không nghĩ rằng mình may mắn, than van, than phiền và cần. Tôi không nên cần gì cả, nhưng tôi cần, hãy nhìn tôi, các nhu cầu, rất nhiều nhu cầu, quý vị biết không? Và nhà của chúng ta đã rất nhỏ rồi, nếu tôi tiếp tục cần, thì tôi không có phòng cho quý vị nữa, bởi vì nhu cầu phải ở trong phòng. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Quý vị càng cần, quý vị càng phải cung cấp cho nhu cầu của mình. Hiểu ý tôi nói không? Nói quý vị hay, rắc rối của chúng ta không bao giờ hết. Cho nên, hãy chỉ vui lòng với bất cứ điều gì. Như vậy dễ hơn, vì nếu quý vị chỉ có một gia đình hoặc chỉ có một mình, thì dễ chăm sóc hơn. Quý vị thật sự không cần ai cả, cho nên quý vị tự chủ hơn. Tôi phải nói là tôi không tự chủ. Tôi không tự chủ. Tôi ước tôi có thể. Tôi không thể tự chủ. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Tôi có quá nhiều công việc. Tôi không thể làm một mình. Nếu tôi để tất cả quý vị đến đây và lái xe đến đây, thì quá nhiều xe đến và đóng cửa rầm rầm và vào mỗi lúc, cho nên chúng ta cần có người đi đón quý vị từ đâu đó. Như vậy yên tĩnh hơn, hiểu không? Trật tự hơn. Vì thế, tôi không thể cắt đi nhu cầu đó, hiểu ý tôi nói không? Tôi không thể cắt nhu cầu đó. Trước tiên, chúng ta phải kiếm tiền và mua xe. Rồi bảo hiểm, tôi cần công ty bảo hiểm, thậm chí bên ngoài, hiểu không? Rồi đủ mọi điều, quý vị hiểu ý tôi nói không? Và căn nhà cũng cần bảo hiểm, không chỉ nhu cầu của tôi mà còn nhu cầu của nhà, ngay cả nhà cũng cần điều gì đó, hiểu ý tôi nói không? Cho nên, thôi, anh ta không biết mình may mắn nhường nào, không cần phải chăm sóc ai cả, dạ.
Thấy không? Chúa ơi, thật tự do. Bất cứ ai đến cũng có thể bầu bạn với mình. Nhưng cả đoàn đi cùng với họ. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Có nghĩa là vấn đề cá tính, nghiệp quá khứ, vấn đề quan hệ, và còn có nghiệp thân nhân và cộng nghiệp nữa, mọi điều khác. Bởi vậy anh ta không thể ở lại với cô bạn gái trước kia. Anh ta nói với tôi là anh ta chịu hết nổi. Tôi không trách anh ta. Ý tôi nói rất khó để sống với người khác, ngoài trừ quý vị thật sự là bạn bè. Rất khó để sống với nhau lâu dài. Hãy tưởng tượng tôi phải ở với nhiều người vì những nhu cầu của tôi. Hiểu ý tôi nói không? Cho nên càng ít nhu cầu, đời sống mình càng thanh thản. Dĩ nhiên là đời sống đơn giản hơn thì tốt. Nhưng bây giờ rất khó cho tôi để sống một cuộc đời đơn giản. Rất khó, quý vị hiểu không? Dạ hiểu. Mọi điều khác tôi có thể làm ngoại trừ sống cuộc đời đơn giản. Điều tôi luôn quảng cáo và mọi lúc, điều tôi thích nhất tôi không thể có. Vậy được rồi. Quý vị biết rồi, cuộc sống của tôi đã phức tạp rồi, cho nên tôi cứ để vậy. Được chứ, quý vị? Dạ. Nếu quý vị không có ràng buộc hoặc không có ai hoặc... quý vị nên cảm thấy may mắn, biết không? Quý vị nên cảm thấy may mắn. Được rồi. Dù sao nếu cần, cậu ta có thể luôn luôn tìm một cô bạn gái, phải không? Tốt hơn là nên tìm bạn gái có sẵn một căn nhà, một căn hộ hay gì đó. Sẽ tốt ha, có người làm vậy xong tìm một căn hộ cùng với chủ nhân, phải không? Họ là nhân viên bất động sản, phải không? Không hề trọng gì, hiểu không? Tốt rồi, hãy nói với cậu ta là cậu ta hoàn hảo nhé. Cậu ta tốt, chỉ cần trưởng thành. Cậu ta chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi. Còn ai khác nữa? Dạ không. Cần gì không? Dạ không. Không có? Dạ không. Tại sao không? Nhỏ thôi. Họ không có nhu cầu. Tệ quá, tôi thích nghe vài nhu cầu để tôi không thấy mặc cảm. Như tôi là người duy nhất cần rất nhiều điều. Đời sống quý vị đơn giản, phải không? Dạ phải. Không có nhu cầu. Không, quý vị không có nhu cầu. Không còn nhu cầu. Tốt, cũng ở Slovenia. Dạ. Còn quý vị? Không gia lợi, quý vị hiểu cả tiếng Anh. Dạ. Tuyệt vời, Chúa ơi, những người thông minh. Còn ai khác từ Không Gia Lợi không? Có một người. Được. Còn ai khác từ những nước khác không? Chí Lợi, con và cô ta. Tôi nhớ cô ta. Nhưng quý vị là người mới. Chí Lợi. Lần thứ nhì. Tôi nhớ cô ta rất rõ. Tôi không nhớ quý vị. Tại sao? Con giữ thiền bí quan năm 96 ở LA, nhưng nhiều năm về trước. Mới đến gần đây. Con đã giữ thiền bí quan nhiều lần. Nhiều lần. Con đi gặp sư phụ nhiều lần rồi. Nhiều lần được rồi. Đôi khi ta hiểu tiếng Tây Ban Nha, đôi khi ta lười. Quá nhiều ngôn ngữ ở đây. Nhưng quý vị hiểu tiếng Anh phải không? Dạ tạm được. Được, tốt. Còn ai khác từ xa tới? Hoa Kỳ. Tôi chưa từng thấy có người Hoa Kỳ đến đây. Từ Hoa Kỳ. Phải không? Yeah, phải, tôi biết. Time? Bao nhiêu lần? Lần đầu, sư phụ? Lần đầu. Like quý vị thích ở đây không? Con thích. Từ đâu đến? Texas, Dallas, Texas. Ở đó rất nóng. No, bây giờ thì lạnh. Bây giờ thì lạnh. Dạ. Yeah. Mùa đông lạnh. Dạ, yeah. Lạnh và gió nữa. Oh. Lạnh hơn ở đây. Lạnh hơn đây. Dạ. Yeah. Ở đây quý vị vui ha. Dạ vui. Còn ai khác đến từ hành tinh khác? Gia Nã Đại. Gia Nã Đại bây giờ rất nóng. Canada, Đại, Hoa Kỳ, gần đó. Những quốc gia tốt. Và Thụy Điển. Thụy Điển, rất lạnh. Con sống một mình. Quý vị sống một mình. Không nhu cầu, thấy không?
Không cần nhà phải không? Không cần, quý vị sống một mình ở Stockholm. Hay xa hơn? Gothenburg phải, dạ phải. Cách Stockholm bao xa? 500 cây số. Việt Nam. Việt Nam nói tiếng Việt Nam. Nói tiếng Mỹ vậy cũng hay lắm á. Giỏi. Ở Sweden mà nói tiếng Anh vậy cũng giỏi lắm rồi á. Sao mà biết tiếng Anh giỏi vậy? Hồi đó ở trại tị nạn có học 3 năm. 3 năm hả? Ờ, 3 năm thì phải nói dở rồi, chứ nói vậy là dở rồi. Điểm 20 năm phải học tiếng điểm. À hả, ok. Ừ. Đúng rồi, học tiếng Thụy Điển nhiều quên rồi. Giờ con phải đi mỗi tháng phải đi 500 km cộng tu tại chỗ con có đồng tu. Ồ, tội nghiệp không? Tại sao không giờ vậy chỗ đồng tu ở cho rồi? Tại trên này có việc làm, phải không? À vậy hả? Ờ, làm gì đó vậy? Dạ, à, lúc trước thì thời gian có đi dạy học, rồi sau này cái làm trong xưởng ráp Volvo, rồi sau này nói chung là cũng vậy. À hả? Hồi trước dạy học cái gì? Dạ, ở Việt đó, Nam dạ, á hả? Dạ, con dạy học ở Thụy Điển á, mà dạy mấy đứa nít á, tại vì con mấy đứa nít nó lớn lên không biết tiếng Việt. Ok, dạy tiếng Việt. Rồi sao bây giờ không dạy nữa? Mấy đứa lớn hết rồi hả? Dạ, tiền lương nó ít không đủ sống, thành phải đi làm công nhân. À, thì vừa dạy vừa làm công nhân không đủ sao? Dạ, giờ làm công nhân này đủ sống rồi, không có cần. Vậy là để cho mấy em nó biết tiếng Việt chứ đâu phải là dạy đó tiền của mình. Dạ, không có dạy thì có nhiều người khác cũng dạy, cũng nhiều người có hả? Giáo viên Việt không dạy. Có hả? Ok, thôi, ok. Good excuse. Ok, làm công nhân như vậy đủ sống hả? Dạ. Sao bên đó không có truyền đạo rồi chứ đặng cho nhiều người vô ngồi cho ấm áp, ngồi nguồn hoài vậy? Con cũng đi phát hết rồi, đi lên xe lửa đúng phát. Ừ, đâu có phải dễ đâu, dạ. Đâu phải người nào. Nó không biết học hành vậy đó. Khó lắm, hiểu chưa? Ừ, khó lắm. À, cái xứ mà sướng quá thì nó không muốn tu. À. Cái xứ mà cực khổ quá thì không ra được để mà tu. Hiểu không? À, thành ra cái đời sống hơi khó khăn. Con chàng kia làm gì, ở đâu, con nhà ai? Ở Âu Lạc. Việt Nam qua đây hả? Dạ. Trời, qua thẳng được hả? Dạ, được. À, giỏi vậy. Giàu hả? Nhờ sư phụ an bài cho con có được cái visa multi á sư phụ. Multi visa? Dạ. Wow. Được 30 ngày. Wow. Và được visa thời hạn được 3 tháng. Wow. Chú, chả sướng vậy. Làm có xin visa có 2 ngày thôi. Ờ, vậy hả? Chắc có phước. Mới được qua dự Tết với sư phụ á sư phụ. À, có phước á hả? À, ok, giỏi. Còn anh chàng kia? Dạ, con ở Úc qua sư phụ. À, Úc thì dễ rồi, khỏi thèm nói nữa. Úc với Mỹ khỏi nói ha. Canada sướng rồi ha. Bên Việt Nam làm gì mà có tiền đi chơi hoài vậy hả? Dạ, hồi xưa con làm để dành được sư phụ. Hay hả? Giờ nghỉ rồi cứ phụ anh em đồng tu ở nhà. À, ok. À, có đủ tiền xài rồi tiêu hết trên máy bay rồi về nhà. Bước xuống phi trường cứ tiêu luôn. Dạ cũng còn. Dạ. Yeah. Yeah. Wow, Việt Nam mà vậy là giỏi lắm nha. À, coi như là triệu phú bên đó nha. À, chứ đâu mà đi tới đi lui hoài vậy được mà còn có tiền xài mà không làm gì nữa. Trời. Này, còn vợ con có la lối gì không? Dạ. Ở một mình? Dạ không, vợ ủng hộ. Ủng hộ? Dạ cũng là mới được thọ tập bắn hồi Tết này. À dạ, rồi không cho bà đi, mình chạy qua về ngoài vậy. À, bà làm bà bị rớt. Vậy hả? Chắc tại số phận ha, thôi đừng trách ai mất công ha. Ok, còn người nào ở đâu, chỗ nào khỉ ho cò gãy rồi? Mấy người Việt Nam nào nữa đâu, giơ tay lên coi hết coi. Việt Nam, nói tiếng Việt Nam mà giơ tay hết lên coi. Wow, cũng đông dữ vậy hả? Wow, a lot of Vietnamese hả? Nãy giờ nghe tiếng Việt đã quá rồi hả? Có cần hỏi gì không đây? Không hả? À, tốt, vậy là giỏi. Việt Nam hết hả? Ở Việt Nam qua hay là ở Mỹ? Ở Đức ạ. À, Đức thì dễ rồi ha. Ok. À, chỗ bọn con hôm vừa rồi có một chị gia đình nhà chị rất là mừng chú ạ. Con chị sang nhà con thì cái đứa con gái con nó cũng ăn chay nên nó cứ mời con thì ăn. Rồi về nhà nó không ăn, chịu ăn thịt nữa. Thì mẹ nó cứ đánh nó.
Thôi rồi. Nó đang nhốt, nó bảo là tại vì bạn hóa bây giờ bạn không ăn, bạn ăn chay thì ra bạn đẹp con phải ăn chay. Thế là mẹ cứ đi đánh con là vì tại con không chịu ăn thì. Tối. Xong đến khi chị sang nhà của chị bạn thì cho mượn cái sách của sư phụ về. À. Chị bảo chị về xong rồi chị đọc xong là chị nấu ăn xong là tự nhiên nôn ra luôn, ăn xong là nôn. Dạ, cái bà mà đánh con đó hả? Vâng. Ăn xong nôn mửa ra. Nấu đồ mặn ăn xong mà nôn ra, từ hôm đấy chị ăn chay, về cả nhà ăn chay. Hết uống còn luôn. Chị bảo ôi dồi, sao chị người chị nói chuyện là bây giờ tự nhiên chị bảo chị đọc sách sư phụ, chị tối chị ngủ chị cũng có thể nghiệm. À. Chị sướng quá, nhập tại sao chị ngu thế, ngày xưa chị cứ đánh con chị. Thôi tại không biết mà, không phải đánh tại ác nhưng mà tại sợ con không có đủ chất bổ đó. Ê, tại không biết, biết nhiều người tội lắm, không có biết gì hết á. Ai cũng cứ nói ăn thịt mới bổ, hiểu chưa? Rồi cứ vậy mà ép con chứ không phải là không muốn, hiểu không? Phải là ác cái gì. Chị đang xin lên truyền tâm ấn với sư phụ ạ. Chị mới được truyền phương tiện cách đây 2 tuần. Nhưng mà chị đang làm đơn cho con, 2 đứa con gái với cái chị là truyền... Ok, very good, very good. Congratulations to that family. 7 người hả thầy? 7 người. Wow, ok. Bà ta nói có một gia đình. Em nhỏ đi tới chỗ của họ để ăn thức ăn chay. Khi em về nhà, em có muốn ăn thịt nữa, nhưng mẹ em cứ đánh em, bắt em ăn thịt. Sau đó một đồng tu đưa một trong những quyển sách của tôi do người mẹ thường đánh con. Sau khi đọc sách, khi người mẹ nấu ăn và ăn thịt trở lại, cô ta nôn hết thịt ra. Từ ngày đó trở đi, người mẹ ăn chay. Cả nhà ăn chay, người mẹ không đánh con nữa. Hay quá ha. Dạ hay. Quý vị nói chuyện giống chú chim của tôi. Sunny, nếu không ai nói chuyện với chú, chú cứ tự nói một mình với đồ chơi, khỏe không? Và rồi hôn đồ chơi, và rồi khỏe. Chú thật khôi hài, nói chuyện một mình, để đồ chơi xuống và rồi đánh nhau với đồ chơi. Và đôi khi nói chuyện với đồ chơi. Và đôi khi chú để cho đồ chơi đánh chú. Như đồ chơi đang treo, quý vị hiểu ý ta nói không? Đôi khi đồ chơi kiểu như treo như thế này. Và chú như... chú làm như vậy. Để đồ chơi đánh chú và chú kêu... Oa, a, a. Mắng đồ chơi như là tại sao mi đánh ta. Và rồi giây phút kế, khỏe không? Và rồi khỏe không? Ta thương mi. Chú thật coi hài. Được rồi, ta đi lên lầu để chào mọi người nếu họ vẫn còn sống. Được rồi, quý vị thắng tôi bại. Đó là bởi vì tôi mệt và lúc đầu không muốn đến đây. Nhưng vì quý vị từ xa đến, tôi không đành lòng ngủ ở nhà. Hôm nay lạnh hả? Có lạnh không? Dạ không. Cửa sổ mở. Bây giờ đóng lại được rồi, tôi sợ sẽ lạnh. Đóng lại chỉ cần mở một lúc thôi. Nếu mở lâu quá thì sẽ lạnh. Tôi lo quý vị sẽ lạnh. Được rồi, có điều gì hay? Hôm qua quý vị quên kể cho tôi hoặc không có thời gian để kể không? Có gì để kể không? Không, vậy tốt, được rồi. Sư phụ đẹp quá. Đẹp. Ta trông không đẹp trên truyền hình sao? Người nào đẹp hơn? Người bên ngoài. Sư phụ bên ngoài trông đẹp hơn. Quý vị nói đùa à? Chúng con thật vui, quý vị vui. Quý vị dành rất nhiều thời gian và nỗ lực. Tôi lấy làm tiếc cho quý vị. Một ngày nào đó thế giới này chắc chắn sẽ trở nên tự do. Ngày nay không cần thị thực để đi lại giữa nhiều quốc gia ở Âu Châu. Quý vị có thể tự ý đi lại, quý vị biết điều đó không? Ví dụ đi lại bên trong các nước Liên minh châu Âu.
Không cần thị thực. Bây giờ có bao nhiêu quốc gia thành viên trong Liên minh Âu Châu? Có ai biết không? Không phải 27 sao? 27 quốc gia đang chia sẻ một biên giới chung rồi. Hiểu không? Mới đầu chỉ có những quốc gia Schengen là không cần thị thực. Nhưng bây giờ đã nói rộng đến toàn thể Âu Châu. Quý vị có thể tự do đi lại và không ai để đến tên tuổi trên hộ chiếu của quý vị, hoặc xem quý vị trông có giống trong hình không. Cho nên sống ở Âu Châu tự do hơn. Thật tuyệt vời. Người Âu Châu rất có nhiều phước báo. Vì họ có phước báo, mọi thứ cải thiện nhanh hơn ở đó. Không có phước báo, mọi thứ cải thiện chậm hơn. Đừng trách ai cả. Quý vị nên tự trách mình là không có đủ phước báo. Không thể trách người khác. Quý vị chỉ có thể trách chính mình, hiểu không? Như vậy là tiện lợi nhất. Nếu trách người khác, nhỡ họ đánh mình thì sao? Nếu tự trách mình không ai màng, người ta thậm chí nói người đó thật khiêm tốn. Phải không? Dạ phải. Được rồi. Một ngày nào đó, thế giới chắc chắn sẽ tự do. Trước kia, cho dù quý vị muốn đến đây, vẫn còn rất khó khăn, đúng không? Dạ đúng. Bây giờ rất tiện, phải không? Dạ phải. Mặc dù không phải là hoàn toàn thuận tiện, một số người có lẽ có nhiều nghiệp chướng hơn, cho nên họ bị kẹt ở đó. Nhưng nhiều đồng tu đã đi tới đây, đúng không? Trước kia không thể nào, đúng không? Dạ. Kể từ khi nào quý vị có thể đến? Bao nhiêu năm rồi? Kể từ năm 2006. 2006 à? Được. Phải, tốt hơn rất nhiều. Bây giờ nhiều người đại lục có thể viếng Đài Loan Formosa và du hành khắp nơi. Trước kia, người Đài Loan Formosa cũng không thể ra nước ngoài được. Tôi còn nhớ lúc tôi mới đến Formosa, họ đi sang Hoa Kỳ khó lắm. Sau khi tôi đi qua đó một thời gian, Hoa Kỳ bắt đầu ban hành chiếu kháng 5 năm cho họ. Trong vòng 5 năm có thể đi bất cứ lúc nào mà không cần phải xin cấp thị thực, trở đi trở lại. Trước kia rất khó để đi qua đó. Phải là người giàu có, đã có gia đình. Không quá đẹp. Không độc thân. Và bảo đảm sẽ trở về. Bây giờ thế nào cũng được. Như vậy mới đúng chứ. Ai cũng có nhà. Làm sao tất cả mọi người có thể từ bỏ nhà của họ được? Bây giờ tự do như vậy, nhưng đâu phải tất cả người Đài Loan không xa đều chạy đi hết đâu. Đâu có, phải không? Trước kia hạn chế nhiều như thế mà có ai bỏ đi đâu. Bây giờ thoải mái rồi, cũng chẳng ai bỏ đi đâu cả. Hiểu không? Người ta có nhà để về. Không phải ai cũng thích ở lại Hoa Kỳ hoặc Âu Châu rồi không về lại nhà mình. Đâu có. Người ta có quê hương bản quán. Họ không đi bất cứ đâu chỉ vì lý do kinh tế. Người ta có nhà và quê quán. Họ có những thói quen. Họ thương người thân, bạn bè và đồng hương của họ. Không thể nói là nền kinh tế đâu tốt cái đỉnh đó. Làm sao như vậy được? Cứ để người ta đến rồi đi như họ muốn. Chỉ cần cho phép họ. Dù sao, quý vị thấy, bây giờ Formosa Đài Loan rất tự do, nhưng đâu có ai muốn đến đây và ở lại không chịu về, phải không? Cũng không có ai chạy sang Hoa Kỳ và ở lại đó vĩnh viễn. Không, họ vẫn cứ đi đi về về. Bằng không Formosa không còn ai ở nữa, chỉ còn lại mình ông Tổng thống ở đó. Đâu có thế. Họ thích nơi chốn đó. Người đó có lẽ không giàu bằng người đây. Thí dụ nhà của họ có lẽ tồi tàn hơn, nhưng họ đã quen với chỗ đó. Và họ thích ở đó, họ cũng không muốn đi đâu khác, phải không? Âu Châu cũng vậy. Trước kia mọi quốc gia đều kiểm soát biên giới rất gắt gao. Mọi quốc gia đều có biên giới riêng. Đi qua biên giới phải có hộ chiếu. Cũng rất phức tạp. Bây giờ rất tự do, nhưng đâu phải mọi người đều bỏ đi hết. Đâu phải tất cả người Anh đều dời sang Pháp vì đó thời tiết tốt hơn. Đâu có, phải không? Ngoài ra, nhiều người nói với tôi, kinh tế Anh khá hơn.
bản anh có giá trị và ổn định hơn. Nhưng đâu phải mọi người từ quốc gia nghèo. Ở Âu Châu đều chạy sang Anh Quốc để ở lại đó đâu. Bây giờ họ có thể tự do đi, nhưng không ai đi. Một số người đi thôi cũng giống như thường lệ. Đâu phải vừa mới mở cửa biên giới là họ chạy sang bên kia hết. Ví dụ, vài quốc gia không hân thịnh. Những quốc gia gần đây gia nhập Liên minh châu Âu tương đối nghèo. Người dân ở những quốc gia đó đâu có ùa hết sang Pháp, Áo, Đức hoặc Anh đâu. Không có. Người ta vẫn ở lại nơi họ sống. Do đó, khi ta thấy trên TV nhà lãnh đạo của Liên minh Âu Châu hoặc các chính phủ khuyến khích người dân đi du lịch nhiều hơn. Bởi vì họ phát hiện ra rằng có rất ít người đi du lịch, số người đi không nhiều nên họ mới khuyến khích, đúng không? Quý vị biết, chính phủ dục người dân. Quý vị bây giờ được tự do đi đến những quốc gia khác tham quan hoặc tìm việc làm, tại sao quý vị không đi? Người ta ở lại nơi họ sống, vì họ đó quen rồi, họ cũng dường như theo số mệnh đã định. Không phải là ở đâu giàu có thì đi. Ở đâu chi phí thấp hơn hoặc có đời sống dễ dàng hơn thì đi. Đâu có. Ví dụ, nhiều thành viên mới gia nhập Liên minh châu Âu. Không phải họ có nền kinh tế kém phát triển, nhưng giá sinh hoạt ở những nơi quốc gia đó tương đối thấp hơn. Ví dụ, với số tiền quý vị dùng để sống ở Anh trong vòng 3 năm, nếu quý vị đi đến quốc gia thành viên mới hơn, với giá sinh hoạt tương đối thấp hơn, quý vị có thể sống 30 năm. Không phải mọi người đều đi tới đó. Họ thà ở tại chỗ và có bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Điều này thật sự lạ, tôi cũng lấy làm lạ. Quý vị có hiểu không? Chẳng hạn mặc dù là tương đối ít tốn kém để sống ở Hùng Gia Lợi hay Romania, nhưng không bao nhiêu người, chẳng hạn không phải tất cả người Pháp đều giàu có, hiểu không? Cho nên nếu họ có chút ít tiền, chúng ta không nói về người giàu có, mà người dân thường sống với số tiền hưu trí hạn hẹp. Họ vẫn đâu có đi qua bên đó để có một đời sống thoải mái hơn với số tiền đó, hiểu không? Có thể có nhà lớn hơn và có xe tốt hơn và tiền cũng nhiều hơn, nhưng họ vẫn không đi. Đâu phải như thế, hiểu không? Như ở Hoa Kỳ, có quốc gia láng giềng gọi là Mỹ Tây Cơ. Lúc ở Hoa Kỳ, ta thấy một số quảng cáo trên báo nói rằng quý vị sống ở Mỹ Tây Cơ không cần nhiều tiền đến như vậy. 15 Mỹ kim một tuần là đủ. Như vậy đó. Tuy nhiên không phải tất cả người Mỹ đều đi đến đó. Không phải tất cả người Mỹ đều giàu có. Một số người thật sự phải kiếm sống qua ngày, nhưng cũng không vì vậy mà đi qua Mỹ Tây Cơ để sống lâu dài hơn. Họ không đi. Đa số chúng ta dường như có số mệnh ở lại nơi mình sinh ra. Vài người thay đổi chút ít nhưng không nhiều. Không phải ai cũng có thể ra đi như vậy. Lúc muốn đi lại không đi được. Lúc thì thật sự không muốn đi. Tiếp tục ở lại cùng một chỗ nơi số mệnh an bài, hiểu không? Theo tôi, mỗi quốc gia nên mở cửa biên giới. Sao phải phiền phức thế làm gì? Kiềm chế người ta quá mức, tâm trạng cũng trở nên rất hẹp hòi và không thoải mái, phải không? Thật sự không cảm thấy thoải mái. Từ lúc quý vị có thấy cảnh sát bắt tội phạm không? Khi họ muốn dẫn giải tội phạm đi, họ cầm tay tội phạm vào tay họ và dắt nhau đi, đúng không? Rất lãng mạn. Tôi cảm thấy mở cửa biên giới là đúng. Nếu tôi là nhà lãnh đạo của quốc gia nào đó, tôi sẽ mở cửa biên giới cho bất cứ quốc gia nào và nói với họ, hãy để người dân nước tôi tự do thăm viếng quốc gia quý vị, và tôi sẽ để người dân quốc gia quý vị đến một cách tự do.
sẽ là như vậy. Tuy nhiên điều này không phải chỉ tùy vào một chính phủ. Đôi khi là do quan hệ ngoại giao. Đôi khi không phải là chính phủ không muốn mà là một số người khác không muốn. Các nhà ngoại giao không muốn hoặc họ có luật lệ riêng của họ. Chẳng hạn, trước kia người Đài Loan Formosa không đến Hoa Kỳ được. Quốc gia khác thì tôi không biết, có lẽ cũng giống vậy. Không thể đi đến Hoa Kỳ vì đẹp quá cũng không đi được, độc thân cũng không đi được, nghèo quá cũng không đi được. Mới ly dị cũng không đi được. Hoặc mới vừa quá bụa cũng không đi được. Như vậy cũng tính là độc thân. Tôi chỉ nói đùa, không nghiêm trọng như vậy. Tuy nhiên có nhiều luật lệ. Tôi cũng nghe nói, đôi khi nhân viên cấp thị thực thậm chí cũng không thèm nhìn xem. Mặc dù điều kiện quý vị đầy đủ, họ không muốn nhìn xem. Bữa đó tình cờ họ có tâm trạng không vui nên họ không muốn để quý vị đi. Làm người ta phải đi lại nhiều lần để xin xỏ. Có lẽ hôm sau họ có tâm trạng khá hơn, họ sẽ đóng dấu chấp nhận. Do đó, đôi khi quý vị cần phải chọn ngày lành. Đi xin thì thật phải nhớ chọn ngày lành hay phong thủy gì đó. Vâng vâng. Người Trung Hoa đều biết điều này. Sao quý vị không xem ngại? Cần phải xem cẩn thận. Tháng này không đi được. Đây là ngày của ma quỷ. Đây là tháng khác. Người sinh vào năm Tý không thể đi. Nếu đi sẽ bị mèo quá. Nếu quý vị sinh vào năm Tý và người ta nói rằng đây là tháng Mão mà quý vị vẫn cứ đi thì thật đáng đời. Hiểu không? Nhân lạc Việt Nam chúng tôi có phong tục như vậy. Giả sử quý vị tự tí thì nhất định không thể lấy người Tuổi Mão. Ở Trung Quốc có chuyện như vậy không? Có à, phải. Thỏ trong tử vi Trung Hoa tương đương với Mão. Áo lạc Việt Nam xung khắc là không được. Hoặc người tuổi thân không hợp với tứ dân và dậu. Thân và dần không hợp à? Dạ không. Tuổi thân và tuổi gì? Tuổi dậu à? Dậu. Dạ phải. Thân và dậu không hợp nha. Tại sao không? Kỷ đâu có ăn gà. Dậu và dần không hợp nhau. Dậu và tuất không hợp. Gà bay, chó nhảy. Ta thấy trên truyền hình có một chú khỉ nhảy lên lưng một chú chó. Được, điều đó không có gì. Để họ nhảy lên mình một lát cũng không sao. Rồi sao? Thân và tuất không hợp nhau. Rồi những ai và ai không hợp nữa? Quý vị nói thân và dậu không hợp, phải không? Dậu và tuất. Dần và tỵ. Dần và tỵ không hợp hả? Mão và tỵ không hợp hả? Sửu và ngọ không hợp. Sửu và ngọ cũng không hợp. Tinh thần ngưu mã. Không, thìn và ngọ. Thìn và ngọ thì được. Nhưng sửu và ngọ thì không. Sửu và ngọ. Thế còn thìn và dần? Thìn và dần không hợp hả? Thìn tranh đua với dần. Thìn và dần có hợp không? Dạ không. Được à? Được à? Người nói được, người nói không. Không hay có? Có hay không? Dạ không. Dần và thìn không hợp. Dạ họ hợp. Họ hợp, có hay không? Dạ có. Quý vị không tin được. Cứ thế này thì làm sao mà tính được? Chúng ta nghe nói rằng thìn và dần hợp với nhau lắm. Dạ đúng, con tuổi thìn. Quý vị tuổi thìn, con đã xem rồi. Quý vị xem là mình rất hợp với dần. Dạ đúng, anh có con tuổi dần. Anh có cô tuổi dần, hai anh em có hợp nhau. Họ nói không hợp đó. Dạ hợp, hợp hả? Anh ta nói không, cô nói có. Con tuổi dần chồng con tuổi thìn, chúng con rất hợp nhau.
Tốt lắm, thế còn cô? Cô tới Thịnh chồng cô tới Dần, hai người không hợp hay làm sao? Tại sao cô nói không hợp? Ý chúng con nói là Thịnh và Dần thường hay tranh cãi và dễ bị chạm từ ái, vậy thì không tốt và xung khắc. Thịnh và Phượng tức tuổi Dậu là hợp nhất. Sửu và Ngọ không thể sống với nhau. Châu và Ngựa không thể ở cùng chuồng. Họ sẽ cắn nhau. Dạ, họ sẽ cắn nhau. Hại quá, mai mà tao không phải tuổi Ngọ. Thìn và Ngọ không hợp. Không, Thìn và Ngọ không sao. Không, không. Dần và Ngọ không hợp. Nói đi. Dạ con, cô chưa nói xong. Con không biết nhiều. Con chỉ biết những gì con vừa nói, như là Dậu và Thân là không hợp. Một trong hai người phải chết. Ghê quá. Sao vậy? Làm sao đến nỗi như vậy được? Gà không bao giờ ăn khỉ và khỉ không ăn gà. Làm sao họ lại xung khắc như vậy? Đó là những gì người già nói. Rồi, được, được. Còn ai khác có trí huệ hơn, nói thêm cho chúng ta biết. Tầm cỡ vị thầy phong thủy vĩ đại đó. Người tuổi Mão lấy người tuổi Tỵ, họ sẽ càng ngày càng giàu hơn. Nếu người tuổi Tỵ cưới người tuổi Mão, họ sẽ giàu hơn. Dạ đúng, họ sẽ trở nên giàu có. Dạ đúng, họ sẽ ngày càng giàu hơn. Lần tới khi tôi đầu thai, tôi sẽ trở thành Tỵ hoặc Mão, rồi đi tìm người tuổi kia. Giàu có là tốt chứ. Ai khác hợp với ai nhiều hơn, hoặc ai khắc ai nào? Tỵ lấy Mão họ sẽ ngày càng giàu hơn. Tuyệt quá. Quý vị có thấy trường hợp nào như vậy chưa, hay là chỉ nói vậy thôi? Quý vị tuổi gì? Con tuổi Dần. Quý vị sống với ai? Chồng con tuổi Tý. Thế Tý và Dần có tốt không? Dạ được, rất tốt. Thật sao? Rất hợp à? Tý và Dần rất hợp. Họ hợp nhau điểm nào? Họ không đánh nhau hay tranh cãi với nhau. Thật sao? Dạ đúng. Ai không đánh hay tranh cãi với ai? Dần nhường nhịn Tý. Tại sao? Dần là một tuổi chính trong cung hoàng đạo, nhưng Tý là tuổi dẫn đầu trong 12 cung. Tý cũng có vị trí đàn anh, cho nên cả hai sẽ không tranh đua, thay vào đó nhường nhịn nhau. Được. Còn kiếm tiền giỏi nữa. Tốt, tôi sẽ tìm người tuổi Tý. Nếu quý vị biết, nhà tôi rất nhiều chuột, ngày nào cũng cho ăn mà không hết. Còn ai khác? Ai khác nữa? Chúng ta chỉ tán gẫu, không có gì quan trọng. Được, chỉ để cho vui. Con nghĩ những điều này là truyền thống từ xa xưa. Nhưng con nghĩ những điều này có liên hệ đến lý thuyết số của Trung Hoa. Một số người già nói hai tuổi xung khắc là không được. Tuy nhiên, nếu còn số họ tên của hai người cộng lại mà có số hợp, thì họ có thể hòa thuận. Nếu con số đó không tốt thì họ không thể hòa thuận. Dù sao điều này có liên hệ với nhau. Phải thật kỹ mới được ha. Dạ đúng. Quá mệt mỏi. Kiếm một người chồng cũng khó quá. Mọi người bị chi phối bởi hệ thống số. Từ 1 đến 81 nó tạo thành một chu kỳ trong hệ thống số. Người Trung Hoa quan tâm nhất đến phong thủy. Chẳng hạn những gì bên trong tự cấm thành, như là đinh lớn trên các cửa lớn là 81 cái, 81 con số. Mọi người có tên và họ có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Rồi từ 1 đến 81 hoàn tất một chu kỳ. Trong một chu kỳ, số 1 tượng trưng cho gì đó, số 2 tượng trưng cho gì đó, số 3 tượng trưng cho gì đó. Có rất nhiều hệ số. Nếu con số có hai người cộng lại thành số tốt, thì họ có thể hòa hợp với nhau. Điều này quan trọng khi chọn tên. Đọc quá nhiều sách cũng mệt. Tôi sẽ giữ nguyên tình trạng độc thân. Tôi không có thời giờ để đọc sách. Được, được. Còn ai khác? Có ai đã tìm được bạn đời hòa hợp chưa? Ví dụ trong trường hợp của cô ta, Tý và Dần rất hợp, phải không? Thế cô ở với ai? Dạ, con và mẹ con, Dậu và Tức thật sự không hợp, cãi nhau cả đời. Dạ, và tức quý vị cãi nhau cả đời. Gà bay, chó nhảy.
Gà, gà bay chó nhảy. Điều đó có nghĩa là gì? Gà nhảy lên chó. Họ thường cãi nhau. Cãi nhau. Không phải người ta nói chó rất tốt sao? Tính tình của họ không hợp. Được, ai khác giỏi về điều này nói ta nghe. Theo con không có chuyện như vậy. Tại sao thế? Người xưa có câu: định mệnh an bài, kẻ thù gặp nhau. Do đó vợ chồng có hòa thuận hay không cũng giống như con nợ với chủ nợ, kẻ thù và chủ nợ. Họ là kẻ thù và chủ nợ trở lại. Nếu mình gặp người tử tế thì họ đang trả lại cho chủ nợ của họ. Nói như vậy thực tế hơn. Quan hệ tốt thì sao? Nếu quan hệ tốt thì là gì? Họ đền ơn. Họ đến đền ơn. Nếu không, đó là chủ nợ đến để đòi nợ. Đòi nợ, được rồi. Quý vị có kinh nghiệm như vậy không? Quý vị có kinh nghiệm cá nhân không? Chồng quý vị tự tí đến để trả ơn hay đòi nợ? Anh ấy dường như đến giúp con, đến trả ơn ạ. Thật ra tí giúp dần. Tí giúp dần. Dạ đúng, anh ta cũng là đồng tu. Ta hiểu, ta hiểu. Chúng ta không nói đến chuyện có đồng tu hay không. Chúng ta chỉ nói về 12 con giáp cho vui. Được rồi, rất khó tìm ha. Quý vị tìm người tuổi tí độc thân. Quý vị thích người đó và người đó cũng thích quý vị. Và không lan ban cờ bạc hay quan hệ lăng nhăng, vân vân. Rất khó. Được rồi, được rồi. Tôi vẫn nghĩ sống độc thân đơn giản hơn. Nếu quý vị có thể bắt được một chú chuột tốt thì hãy giữ lấy. Những người khác có hôn nhân không tốt cũng nên giữ luôn. Dù gì nếu quý vị tìm một người khác có lẽ còn tệ hơn. Có kẻ thù não đây không? Thí dụ thôi. Khi chồng cũ của con và con bắt đầu hẹn hò. Bởi vì anh ta tuổi mùi và con tuổi tí. Anh ta tuổi mùi và con tuổi tí. Mùi. Mẹ con không bằng lòng. Mẹ con nói mùi và tí sẽ muộn gì rồi cũng chia tay. Bà không đồng ý. Ngay sau khi kết hôn chúng con bắt đầu đánh cãi nhau. Gần tới năm 2000. Rồi chúng con ly thân hơn 10 năm. Cuối cùng năm ngoái chúng con chính thức ly dị. Ly dị thật khó khăn. Chúng con nghĩ đến con cái, sợ chúng đau lòng, ta hiểu. Cho nên chúng con cứ trì hoãn cho tới năm ngoái, ta hiểu. Em gái lớn của con cũng thấy, cô ấy và chồng cũng tuổi mùi và tí. Họ cũng tìm cách ra tòa ly dị nhiều lần mà không thành. Cuối cùng họ đành ráng ở với nhau. Họ cũng già rồi. Vậy mùi và tí chắc chắn không tốt. Dạ đúng vậy, mùi và tí không thể ở với nhau. Tôi chưa hề nghe điều đó. Càng nghe tôi càng thấy toàn là xung khắc. Ban đầu tôi chỉ nghe về tuổi thân, tuổi tí và tuổi tỵ và mão, hợi, tuổi hợi. Hợi, đúng rồi, bốn con giáp này. Giờ đây nghe như 12 con giáp đều xung khắc. Được rồi, nếu quý vị có con tuổi mùi. Tuổi tí là không hợp. Tuổi dậu và tuổi tức không hợp với nhau. Còn ai nữa? Tuổi dậu và tuổi tức là không hợp. Còn ai nữa? Tuổi sửu và tuổi ngọ không hợp. Tuổi hợi và tuổi thân không hợp. Tuổi ngọ và tuổi sửu không hợp. Tuổi tức và tuổi dậu không hợp. Cậu chi bù xin. Cô nói sao? Tuổi tỵ và tuổi ngọ không hợp ạ. À? Không hợp, Chúa ơi. Vậy ai là hợp?
Thảo nào tất cả vợ chồng quý vị đều cãi nhau rồi về nhà khóc lóc với mẹ, tất cả đều không hảo. Đúng vậy, là không hợp. Bất cứ tuổi nào cô ta nói, cho dù quý vị không hiểu thì vẫn là không hợp. Tôi nghe cô ta nói vậy, nhất định là không hợp. Tất cả 12 con giáp đều được đề cập. Tôi cảm thấy tốt hơn hết là quý vị định kết hôn với ai. Chúa ơi, thật sự là như vậy. Tức và dậu không hợp, thân và dậu không hợp, tỵ và dậu không hợp. Sách nào nói nhiều điều không tốt về người ta như vậy? Kiểu này làm sao người ta có thể kết hôn được? Nếu quý vị vừa vặn gặp một người chồng tuyệt vời, nhưng quý vị nói tuổi muội, anh tuổi muội còn em tuổi tí. Không hợp, em tìm người khác vậy. Có lẽ quý vị tìm được người khác cũng giống vậy thôi. Tốt, tốt, anh tưởng con gì? Đừng bắt tay vội, nói tôi biết anh tuổi con gì trước đã. Đừng tiến lại quá gần. Đưa chứng minh thư cho tôi xem. Tôi cần biết ngày sinh tháng đẻ và giờ sinh nữa. Không chỉ là tuổi muội, còn giờ sinh là giờ nào? Tháng, ngày, giờ, phút, giây. Đôi khi nghe nói giờ sinh chỉ khác nhau một giây là cũng khác rồi, đúng không? Có một phần mềm xem số tử vi trên mạng điện toán. Mình có thể vào tên của mình và tên của người kia. Phần mềm điện toán này được viết dựa trên kinh dịch và các sách khác. Có phần mềm, dạ phải, nó có thể tính mức độ tương hợp giữa hai người. Xem có hợp không à? 180 điểm, được. Nhớ quý vị đó yêu người ta vào lúc đó thì sao bây giờ? Vậy phần mềm đó cũng khiến tâm quý vị mềm ra hả? Một thông số là tên họ, đôi khi mình có thể đổi tên để thay đổi quan hệ với người đó. Đơn giản quá. Thế thì tức và dậu cũng hợp, miễn là quý vị đổi tên. Phần mềm đó chỉ để cho vui, cho vui thôi. Thay đổi tên họ là sẽ hợp. Tuyệt vời, tốt, bây giờ quý vị biết rồi ha. Yêu người nào không hợp tuổi cũng không sao. Chỉ cần đổi tên là được. Chúa ơi, hay quá, hay quá. Điều này tốt, điều này tốt. Còn có cặp nào không hợp nhau không? Nói tôi biết, tôi quên rồi. Tuổi mùi và tí hợp nhau. Tuổi tí là tốt cho tuổi dần. Được, còn ai tốt cho tuổi dần nữa? Tuổi tức, tuổi ngọ. Hợi và tuổi tức là bạn đời tốt nhất cho tuổi dần. Tuổi dần và tuổi hợi hoặc tuổi tức có hôn nhân tốt nhất à? Vậy sao? Tôi sẽ đi tìm mấy người đó. Được rồi. Ý tôi là nếu tôi muốn tìm hai thì giả, tôi nên tìm tuổi tức và tuổi hợi, cả tuổi ngọ nữa. Tuổi ngọ. Mã thì nó là mã. Quý vị nói mắng, chơi chữ. Tôi tưởng phải vậy không? Tôi nghe cô ta nói cũng cần bị mắng nữa. Tôi nghĩ tôi đâu có làm gì, tại sao lại bị mắng? Quý vị có nghe rõ ràng cô ta nói cũng cần bị mắng nữa không? Tôi không nói đùa đâu, cô ta nói vậy. Được rồi. Những gì ta nghe là chó heo mắng. Mắng đủ rồi, đủ mắng rồi. Được, tốt. Còn ai hợp với tuổi dần nữa? Tuổi thìn phải không? Cá tuổi mão nữa. Tuổi mão, dạ đúng. Tuổi mão và tuổi dần.
Mèo rất vâng lời nên dần thích hơn. Tôi không hiểu. Mèo vâng lời nên hổ rất quý ạ. Con tử dần chồng con tử mão. Hôn nhân của chúng con rất tốt và thương yêu nhau. Rất tốt. À, ý quý vị là anh ta tốt phải không? Con cũng khá tốt. Anh ta rất nghe lời cho nên mới không có rắc rối. Tử mão và tử dần hợp. Tốt. Mèo rất vâng lời hả? Dạ. Được. Tốt. Có thật nhiều người hợp với tôi. Để tôi viết xuống. Mắng ngọ hợi tức thú mão sú và tí ai nữa tử thần tử thần còn phượng hoàng thì sao dậu dậu không hợp phải không có hay không dạ có tôi sẽ không ăn họ tử con gà còn ai là hợp nữa tử thân tử thân và tử dần cũng hợp nhau à quý vị nói đùa phải không tử thân có hợp không dạ không không hợp không không hợp không hợp được chỉ nói tôi biết những ai hợp thôi đừng nói với tôi những người không hợp người ta sẽ buồn. Ở đây có nhiều người tử thân, hiểu không? Nói tôi biết còn ai hợp nữa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là hợp. Dần với dần cũng hợp phải không? Tuổi dần. Con mùi nữa, tuổi mùi. Chúa ơi, chín rồi. Một núi không thể có hai hổ. Dần và dần không hợp nhau. Dần và dần không hợp nhau. Chỉ có một con hổ ngự trên một con núi. Chỉ có một hổ mới có thể làm chúa tể Sơn Lâm. Con kia, hai con sẽ thành một đôi. Sao lại không hợp? Tôi nghe các bài hát hai con hổ chạy nhanh. Được, được. Dần không hợp nhau hả? Nếu chỉ có một con hổ trên cả ngọn núi, ai sẽ sinh hổ con? Vô lý. Điều này không hợp lý. Không hợp lý. Được rồi. Cho dù không có hổ, tôi vẫn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kể cả hổ sẽ là 9. 12 con giáp, 9 con là hợp rồi. Tuyệt quá. Chỗ con ở có 2 con hổ lấy nhau cũng tốt lắm ạ. Và bà cũng xin 1 con hổ con. Cả gia đình cực kỳ hạnh phúc và mãn nguyện. Thấy không? Không phải tôi nói vậy sao? Ta nói đúng. Hai hổ biến thành ba hổ rồi. Có lẽ họ cần sinh một hổ nữa để thành ba hổ. Ba hổ thì vững hơn. Ba chân bởi vì ba chân thì vững hơn. Còn ai hợp với tuổi dần nữa? Tuổi tỵ thì sao? Dần hợp với tỵ không? Hợp không? Dạ hợp. Quý vị có sống với tỵ không? Thưa không. Không, không. Có tỵ nào ở với dần không? Giơ tay lên. Con trai lớn của con tuổi tỵ. À, con tuổi dần nhưng chúng con đặc biệt hòa thuận với nhau. Thật sao? Đứa con này rất ngoan à. Tuyệt vời, tôi cũng sẽ tính vào. Tuổi tỵ, được rồi. Vậy là 10. Sử, tuổi sử cũng hợp. Tuổi sử cũng hợp. Phải, phải, đúng vậy. Chồng cũ của tôi tuổi sử. Chúng tôi rất hòa thuận. Ôi chú ơi, chỉ còn lại một con giáp. Con giáp còn lại là tuổi thân.
chỉ còn tuổi thân ha. Dạ, chỉ còn lại tuổi thân. Tuổi thân không hợp sao? Không ạ, có ạ. Tôi cũng cảm thấy là hợp. Chúng con có một đồng tu tuổi thân và chồng tuổi thìn. Họ có mối quan hệ rất tốt. Chồng cô rất mực thương cô. Đúng rồi, chồng cô ta tuổi thân, tuổi dần. Cô ta tuổi thân. Thấy không? Tất cả 12 con giáp đều hợp. Thảo nào quý vị thích tôi đến vậy, tuổi Tý, Sửu gì đều hợp với tôi hết. Chúng ta có người dưới kia, anh ta tuổi thân. Anh ta giúp tôi xây nhiều nhà. Anh ta rất hợp với tôi, rất nghe lời. Tôi nói gì anh ta cũng nghe theo. Ai cũng sợ cọp, phải không? Khi hổ không có trên núi, khỉ là làm vua. Phải, phải. Tuy nhiên rồng không sống trên núi. Vậy rồng có thể cai quản hổ từ bên trên không? Rồng cũng thích hổ sao? Ôi chúa ơi, thảo nào quý vị đều thích tôi. Người có tất cả 12 con giáp đều đã đến đây. Mai là tôi tuổi dần. Ai cũng thích, ai cũng hợp. Tôi cũng cảm thấy quả thật là như vậy. Tôi có nhiều thị giả thuộc nhiều con giáp khác nhau. Tôi hợp với tất cả họ, kể cả tuổi Tỵ. Dĩ nhiên không phải ai cũng hợp như nhau, nhưng tất cả đều hợp, không có ai tệ. Không hợp là do nghiệp chướng từ kiếp trước, không phải do con giáp. Do đó đôi khi tuổi Tuất lẽ ra rất hợp với tuổi Dần, nhưng họ không thật sự có hợp, nhưng không bền lắm, không thuận lợi, hiểu không? Rồi có người nói rằng tuổi thân và tuổi dần không hợp, vân vân. Tôi cũng có quan hệ tốt với họ, hiểu không? Còn tùy vào nghiệp quả từ những kiếp trước. Người nào đó có thể đã sinh ra vào năm Thân hoặc Tỵ, không sao. Có lẽ vào lúc sinh ra, anh ta phải ra đời và không thể đợi. Hiểu không? Vì nếu anh ta không sinh ra năm đó, cha mẹ anh ta sẽ không còn nữa. Ví dụ vậy, sự việc thay đổi và anh ta không thể xuống được nữa do thiếu nhân duyên, hiểu không? Hay là con giáp khác sẽ được sinh ra và cả gia đình đã đầy rồi, đã có 11 đứa rồi, anh ta làm sao xuống được nữa? Được rồi, hiểu không? Mỗi năm đều sắp đặt một người, đôi khi quá đông 3-4 năm hoặc 6 người xếp hàng. Oh wow, 12. 12, tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi cảm thấy ai cũng hợp tùy vào nghiệp từ những kiếp trước. Là quan hệ của kẻ thù hay là chủ nợ, thật sự là như vậy. Tuy nhiên thật sự có một câu chuyện giữa dê và chuột. Hai câu chuyện. Bà mẹ già, quý vị tuổi gì? Quý vị ở cùng tuổi gì? Hai bà mẹ mặc áo đỏ kia. Ông ta tuổi Mão. Tuổi Mão, dạ. Thế có hợp với chồng không? Đôi khi có, trong một số lĩnh vực thì không. Đó là con tuổi Mùi. Quý vị tuổi Mùi và ông ta tuổi Mão. Dạ phải, con trai con cũng tuổi Mão. Quý vị với chồng ra sao? Chồng con đã qua đời. Trước khi ông ta qua đời. Cả hai có hợp không? Có hợp nhau. Chúng con hợp nhau. Hợp. Tốt. Quý vị hợp nhau. Ông ta tuổi con gì? Ông ta tuổi Mão. Tuổi Mão. Con tuổi Mùi. Hiểu, hiểu. Chẳng phải tuổi Mão và tuổi Mùi không hợp nhau sao? Mùi và Tý không hợp. Tại sao không? Giữa hai người, một người lớn hơn, một người nhỏ hơn, không có tranh đua, tại sao lại không hợp? Có phải lạ không? Không hợp lý. Được, thôi đi, hợp hay không thì đã vậy rồi. Quý vị đã lấy nhau rồi, khỏi nói. Đôi khi quý vị kết hôn, có con rồi, mới nhận ra là không hợp tuổi.
Không sao, không sao. Được rồi, chúng ta chỉ đùa cho vui. Hợp hay không á? Lên trên kia là hợp hết. Được rồi. Được rồi, chúng ta ngồi thiền ha. Dạ. Bây giờ hãy cùng hợp nhất với thiên đàng. Không hợp với ai không còn quan trọng nữa. Tất cả quý vị thiền nha. Tắt đèn. Thư giãn một chút mà thiền sẽ thoải mái hơn. Quý vị có cần đi ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành và rồi trở lại thiền không? Dạ không. Cần hay không? Dạ không. Được. Có ai nói có không? Có không? Dạ không. Không, được rồi. Tốt, tốt. Vậy thì ráng nhịn. Vì tôi ngồi đây, mọi người ráng nhịn và cũng chẳng bận tâm. Quý vị giỏi thật. Được rồi. Thiền nha.